Xin chào cả nhà, chào quý bà cô dì chú bác và các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về Trấn Thành, Xuân Lan cũng như Lý Hải nè. Bộ ba giống như đạo diễn này thì như thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sau bản tin này. Sự đối nghịch giữa Xuân Lan, Trấn Thành và Lý Hải. Xem cái giá của hạnh phúc, rất dễ để nhận ra đây là một bộ phim của Xuân Lan, bởi phim dành quá nhiều thời lượng để tập trung vào nhân vật Dương là cụ người mẫu. Sau cuộc khẩu chiến giữa nhà sản xuất Xuân Lan và các nhà phê bình phim, tác phẩm Cái Giá Của Hạnh Phúc vẫn ế ẩm với những sức chiếu ít ỏi, doanh thu vẫn tăng chậm trong khoảng là 24 tỷ đồng mà thôi. Bộ phim là dự án thua lỗ nhất của Xuân Lan. Cái Giá Của Hạnh Phúc có những điểm cộng về ánh sáng, bối cảnh, diễn xuất của Thái Hòa, Xuân Lan. Tuy nhiên phim vẫn mắc những lỗi nặng, chí mạng trong kịch bản. Cách triển khai đề tài thì ôm đờm và xử lý còn non trong các tình huống. Xuân Lan là người đưa ra ý tưởng kịch bản, của người mẫu đứng vai trò là sản xuất, đồng thời đảm nhận vai nữ chính là Dương trong phim luôn. Rất dễ để nhận ra vai trò của Xuân Lan khi xem Cái Giá Của Hạnh Phúc. Đây đích thực là dự án của Xuân Lan và dành cho Xuân Lan, khi phần lớn thời lượng đắc diễn đều dành cho cụ người mẫu này cả. Ngay cả ở những phân đoạn cuối cùng trong cú mà bẻ lái quan trọng nhất của phim, nhân vật Thái Hòa lầm tưởng vợ mới cưới chính là con ruột. Ở diễn biến bi kịch của vụ việc, lẽ ra càng tập trung vào Thái Hòa nhiều hơn, thì đắc diễn lại vẫn là Xuân Lan khi tiếp tục xuất hiện để cho thấy màn dàn dựng lập mưu tính kế của nhân vật Dương hoàn hảo như thế nào. Thực tế khi xem đến nửa phim, ở phân cảnh Dương tìm đến mối tình đầu là Thái, là Thổi, là Ngọc Ánh, cách quay dấu mặt của con gái sau đó từ từ là bí ẩn xuất hiện trong tang lễ và cú bẻ lái này đã trở nên dễ đón, khiến khán giả cảm thấy nhàm chán hơn. Trấn Thành và Lý Hải cũng thường xuất hiện trong những bộ phim do mình làm đạo diễn và sản xuất, nhưng cách xuất hiện có sự khác biệt, giống như ở Bố Già. Dù đóng vai trò là trong kịch bản vai trò quan trọng nha, nhưng Trấn Thành biết cách chia đều đặc diễn cho diễn viên, mỗi người đều có thể tỏa sáng mà theo một cách liên biệt, đặc biệt là Giai Quân là Tuấn Trần. Tuấn Trần mới là diễn viên được nhắc đến nhiều nhất khi được khen gợi trong bộ phim Bố Già. Đến Nhà Bà Nữ và Mai, Trấn Thành cũng tham gia đóng những vai phụ thôi, dù tiếng phụ có tính mắt xích, đóng vai trò bước ngoặt trong truyện, nhưng mà Trấn Thành cũng rất là khôn khéo. Trấn Thành từng chia sẻ anh không có ý định đóng vai nào ở Mai, nhưng cuối cùng nhận vai ông Hoàng là bố của Mai do ekip sản xuất gây ép quá nên tôi mới làm. Mai được khen ngợi là màn trình diễn ấn tượng của Phương Anh Đào và Tuấn Tần. Nói chung còn Lý Hải cũng đã góp mặt vào những vai phụ nhỏ trong Lạc Mặt mà thôi. Trong Lạc Mặt 7, Lý Hải đóng vai chồng nghiện rượu của Ba Lành là Đinh Y Dung. Nói chung xuất hiện những phân cảnh miêu tả cuộc sống vất vả, chật vật mưu sinh của Ba Lành. Nhưng mà Lý Hải thể hiện như một thế lực tiếp tay cho sự bằng hàng, nghèo khổ cũng bị dồn đến đường cùng của Ba Lành. Lý Hải không có xuất hiện nhiều, mỗi lần xuất hiện đều mang tính làm nền cho vai Ba Lành của Y Dung mà thôi. Việc phải đối diện với người chồng nghiện rượu bê tha giữa bối cảnh con gái đau ốm, bà mẹ cô đơn ngã bệnh càng khiến Ba Lành bế tắc khốn cùng hơn. Nói chung bộ phim Lật Mặt 7 của Lý Hải có những diễn viên ngay bất ngờ tạo được ấn tượng thú vị về diễn xuất, đơn cử như là TikToker Tính Nguyễn đóng vai vợ của Tư Hậu là Quách Ngọc Huyên, hay Minh Khê đóng cả dâu cả trong Lật Mặt 7 đều áp đảo phòng chiếu, tôn đợt nghỉ lễ và thu về hơn 200 tỷ đồng.